Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục chi ghen gà của anh Mập. Anh Mập nó nhốt quá trời luôn cả nhà. Đó còn này còn. Mình căng 2,8 kg á. Còn quá trời nha. Trời ơi. Hai con này đá lộn nhau luôn ha. Đá, hồi nãy đá rồi anh mới bắt nhà nó gọi mỏi đó. Dạ. Mình đang còn nữa. Hiện tại bây giờ là hơn 6 giờ mấy rồi tôi chú chị. Sao? Đây. Rồi đẹp quá ha. Gà, gà bớm nha. Hai con đá lộn gì mặt mày. Tiếp tục siêu ghen gà nha. Anh bắt cọc gì thì đường nào cũng dính. Bắt sẵn rồi. Sẵn luôn đường nào cũng dính. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Buộc sẵn mà không dính gì. Không mà nghe nói là bắt nước là bắt no không chính cho em mà bắt nước là gà, tôi chỉ gà nào là giá nào cũng chứ gà đang bắt được chứ gà nó phải là bắt chứ nhớ bữa nay cũng đi bẻ xài á cả nhà, rồi về giờ cũng tối rồi nè, mình làm bữa cơm tối luôn. 6 giờ mấy mà ổng chạy mới có 9 giờ rưỡi. Trời ơi trời. Ổng chạy 9 giờ rưỡi tối đó con. Chạy như mấy ổng chạy đi. Chạy vừa chạy. Thế là măng mày bẻ dừa ăn không? Chắc bẻ dừa anh mà. Bẻ dừa không dám nhạt. Đây nè, cũng mua được một măng nằm tâm này. Này măng cho đầu mùa nha. Người ta mới sắn nó còn mới tinh luôn. Chị em xử cho anh đi đúng dừa cho. Có một măng này 2 kg. 2 kg hơn 2 kg vậy đó. Ngon quá. Lấy hết trơn à. Măng đồ mùa đó cô chú anh chị. Ngọt lắm. Hôm qua nhà em có mua một em hầm mà dịch á, tim á cho mấy anh thợ ăn á. Em lấy hết trơn vậy. Chỗ mà trời nó khè kìa. Đây nè. Rồi đó vừa ăn rồi. Vừa này nó nước ngọt không à. Vừa chiên. Chiên xanh. Bốn trái. Bốn trái đủ nấu à. Hổng gà không đi chặt dừa. Đúng dừa rồi chứ. Dừa này nắng lên nó hết dừa. Này hơi eo hẹp. Đấy mà gớt không mưa xuống à. Rất là mua xuống mà cái đợt tôi vừa đó con kìa kìa rồi có sức mà uống chiều hết cái trái luôn, ra trái non đó ha, hết tiếc luôn. Ê Cường chứ nó đọt bầu quá, bầu của chè nó cũng phải ngắt không, nó ngắt ở dưới này luôn. Hồi nãy để ý rồi, nó ngắt ở dưới luôn, nó đang trèo mấy cái nách lá ở dưới 2-3 lá luôn á. Ừ. Cái này ta cho bò lên vàng một khúc rồi nó ngắt. Cái làng chổi này cô chú anh chị 4 bông. Cả nhà hồi nào giờ thấy lan mà nó chổi bông ghê gì chưa? Không đường tả luôn á cả nhà. Chịu nè. Nè, 1 2 biết bao nhiêu không biết đường đâu điểm nè, vậy nè. Nè, mấy cái này nè. Mấy cái này là bông không nè, nè, đây ha. Đây ha. Còn bên đây dưới dạ này nhóc vậy nè. Hay quá trời, sao không nói với cả nhà sáng tôi làm gãy nhánh nữa. Nói với chị. Giấu ở dưới đó kìa. Kìa, gần sao gãy hết cái bông. Ủa sợ. Đâu có anh sửa sao mà chúng nó tét. Cũ
Công nhận Út Liễu hay nói có con gà là Út Liễu kiếm một măng có tiền. Mới nói chưa là chưa có rồi. Út Liễu hay được rồi. Mà có cái lúc bà hổng nói gần nhúc bỏ tay. Chào anh Mập bữa nay. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay do anh Mập xui. Chào cả nhà. Đã sáng em đã đi chợ em đã thấy có măng rồi. Mà giờ chưa anh Mập còn nói là phải có măng là anh Mập có con gà. Nói mẹ đi. Giá là không phải thì kiếm cho được con gà. Chú Trần á, chú Trần bán măng dữ lắm. Trong này ngoại ngủ được không ngoại? Ủa, ngoại thì ngủ không biết được bao lâu. Ngoại ơi, ngoại ly này tiếng, hoài, tiếng hoài, ly này là thức. Ly này ngọt hơn à, của chim, cái này của huy chim. Uống cà phê, uống cà phê tối nay thức luôn. Chết, uống nó mè này chết. Cà phê là bà ngoại tiệt đối là không uống. Ngày này tối gì con không dám uống, một măng này quá trời ngon. Mời chú anh chị uống cà phê buổi tối. À, bà có nhẫn cà phê nha. Cũng chứ là tối nay ngủ không được mà ấy nằm mơ thôi ếch quá. Mà cả nhà uống đá men nha. Mày men nha. Đá men nha cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà uống cà phê luôn. Nước rồi mấy nắng. Út Trăng mua 4-5 đá mày. Mà năm nào để ý coi mưa là mưa Sóc Trăng nhiều đó. Mình sao cùng. Chỗ mình nó sao cùng. Làm như mua ở ruộng lớn, ở ruộng á, là mua nhiều. Kế bên nhà mình có đám luôn. Trong lộ, lộ trong. Đó, như nhà của bọn em á. Ủa, nghe nói ní bên Hùng Sơn có trồng dưa ha cô ta? Có chứ, chỉ là ní nói nào cắt là ní cho hay qua quay. Cái vùng măng này nó mập cái sợi nha. Nó nhỏ mà nó mập nó tiếng. Măng chè mình tâm. Lớn bởi vì mấy kilo phải, 2 kg mấy. Ở quê Nam cái này măng này mới có đây hả ta? Hay là nó đem ở đâu vậy? À, có mới có đầu mùa thôi. Mới có là gai. Cỡ tháng cỡ tháng ngoài đó là có măng tre gì ta? Măng tâm á. Cái này mình tông nè. Ờ che tàu. Cũng này mắc. Tới cỡ 1 tháng nữa ở đây chừng 20.000. Này ký nhiều. 60.000. Măng đầu mùa. Măng là mà mình trồng mà được vài bộ dân khoảng cả nửa công đất mình dành trồng này măng đó mình lấy đi bán chắc cũng tiền không kịp. Mấy một măng mà bự chẹo đi. 60 kg luôn á. Tính ra một măng mà 5 kg đi 5 kg giá 60.000 một măng 300.000. Không, thấy vậy chứ mình mua ăn thì nó mắc, mình thấy vậy chứ thật sự mình trồng mình kiếm cái đầu ra nó có khó lắm á. Khó khó. Măng này đâu phải là bán nhanh đâu. Em ở bên nhà ngoại có bụi măng nó mang gì cho ra phấn rồi. Tâm cái gì? Ngon. Măng này nè. Măng á. Còn trái tàu là mình ăn vậy chứ nó không bằng măng này ha. Măng tâm là ngon nhất. Cái cây măng tre mà nó giống cây tre tàu nó có hai loại. Cái loại trồng tre để ăn măng á, còn loại tre tàu là khác nữa. Cái loại trồng mà lấy măng nó là có một quanh năm, nó có măng quanh năm á, của Bảy Khởi chứ anh đó. Thấy ai cho tôi tèo mà nó để ra đó. Bạn của người Khởi Thịnh Sơn đó. Nó trồng vài bụi nữa sức ăn. Chị hai để đại đó đi rồi ra đi đổ, để đại cho nó đi. Sợ gác đó mày. Nó mỏng quá à. Cặp tối nữa kìa. Bữa nào cũng mang cặp tối. Ngày không ở trong rồi phải quay gì phải quay chứ. Bẻ xài mới về luôn đó cô chú anh chị. Hơi trễ. Con đi gửi luôn hết hả? Con gửi rồi luôn. Nãy gửi xong rồi đâu gần 6 giờ. Bỏ nước sôi cho mẹ. Bỏ gà chưa? Nói chung là làm cái món này nó cũng không có gì cầu kỳ của chú anh chị. Nên là em quay đơn sơ ha. Muốn quay cầu kỳ cũng có. Gì thật. Ủa? Hầm ăn không hả? Đâu có kho hả? Ăn món thôi. Tối này nấu chi tùm lum. Này là gia vị cả nhà. Hương vằn miếng vô. Đường muối bột ngọt. Nhà mình còn khô không ta? Không, không còn hết rồi. Có một món vậy? Để đi. Món mình ăn nó nhiều một chút. Đỉnh, món kho. Thì nó ít một chút. Gà nãy Út Liễu chặt cũng rửa sạch rồi đó nè. Để gáo. Để vô.
thường ở quê không biết là ở chỗ của chú anh chị sao chứ nhà Nam thường cơm món hai món là rồi. Ví dụ bữa đó bạn quá nấu cơm canh chua ăn rồi. Canh chua hoặc là cá kho lạc vậy đó, món một hả? Có ai vào này bào tiện quá hả bà? Nó mỏng, mang mà bào mỏng nó cũng mỏng. Dạ. Nó không có mình chặt, nó không có mềm, nó không có bấy. Nó da lưỡi nó mới vàng mỏng. Trước đâu có biết, khách hay kia đâu có đâu. Thì băng ha, thì khách hay kia nó không có điều. Nó có cái cỡ chẳng, hai lưỡi. Nó non mà lấy hết luôn á. Mỗi em sắc hơi nhiều quá ha. Còn đây nữa. Còn cái đầu nữa kìa. Cái nó đặt như cái củ sắn mà nó dễ. Cái dao con nghe chắc cũng chắc chừng thấy im ha. Ủa có cái kia dừa chưa? Cái đó chặt dừa đổ vô được chưa? Cái đậu kìa. Bên đây nó rồi chứ. Cái đít cái gì là cái đít. Dừa là để luộc măng xong rồi mới đổ vô, đổ măng luôn. À. Dừa lên ba mập. Để chấm công nhận thịt nhìn chất lượng này ha. Mình nấu cái nó săn lại nè, cái da của nó trong veo rồi. Dạ nha. Dạ đi mập. Nấu này cho cái nhà nghe. Tại vì máy quá ảnh. Để đổ đi. Ồ, cái dừa. Cái dừa dày rồi đó nè. Dừa dày nè mình nấu nước nó mới ngọt. Nấu đại nhiều nhiều đi. Nước nhiều. Cái dừa này cái ngon lắm. Cái này ăn hết mà ăn nữa. Mấy cái dừa này em để tủ lạnh rồi đắp mắt nữa mà. Cái dừa. Cái gà chấm đá này nè. Mình hầm ăn không thôi, mình hầm xả cũng ngon. Còn khá hầm ăn hơn lúc này. Có mặn không? Nhiều khi gà mang ra ăn mặn không à. Là có phần măng này, nãy mình cũng có mà hai sắc rồi mình cũng có luộc nước sôi á cho nó bớt cái chất mủ nó. Chứ măng này non lắm nó cũng không có đắng gì nha cả nhà. Cho đi. Đầy nắp chảo đi. Măng này thì mình bào mỏng thì càng mỏng càng ngon. Mình nấu tới chừng nào thì nó cũng vậy đó, nó không có bị rượu. Cái loại măng này nó. Rồi thanh vậy. Giờ đá hết. Múc đâu lại nhìn đi. Kỳ vậy. Vì gì con món này ha. Không lấy cái tô kia. Nè tô kìa. Rồi anh qua đây nè. Chừng nào nóng thì nói lên nha. Để tính nguyên hình đó. Tô nhỏ không? Cút hay tô con? Tô nhà mình có lớn à. Để hồi mình chăm thêm. Thịt gà ngon mà măng tre còn ngon dữ nữa. Măng tre ăn hết trước gà nè. Măng là mùa thì ngọt lắm. Nó ngọt. Nó non. Rồi nè. Anh múc cái tô của nó. Để mình thêm nước nè. Nước của con này đi. Nước ngồi đây nè.
lên chú ơi. Hai món này giống chắc món nào vú làm là cũng được ăn. Đúng rồi. Đây. Dạ lấy cái này cho Nam. Dạ. Ăn lên thôi. Em phải chan nước này vô mới được. Ừ. Rồi, mời cả nhà ăn cơm luôn. Nè em mở cái dạng nè. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình. Con mời mẹ, con mời anh, con mời ông bà, cô chú. Mấy trẻ. Con mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ăn với gà hầm măng. Cục này cục thịt. Thịt bự quá à mẹ. Cho ngoài cái quyết á, cái quyết đâu? Cho ngoài cái gan. Có rồi nè. Mà cả nhà ăn cơm tối. Rồi ngay. Thấy cái chén mắm rồi, việc mắm rồi. Cả nhà ăn cơm. Cơm tối với gia đình nha. Rồi mà cả nhà ăn cơm nha, gà hầm măng cả nhà ơi. Dạ, dạ. Măng giòn. Măng gà non quá chừng ha. Nãy chắc là không bỏ ăn dưới đó. Do gia đình nhà Tư Tèo nó ở xa cả nhà. Nó ở gần hơn cũng hướng qua ăn cơm nữa. Bữa nay có mày ngon. Nó tốt mày ruộng không? Thì ở ruộng ngoài. Cô biết là nhiều cô chú cũng nói là có gia đình Tư Tèo, anh Tèo á. Nữa là càng vui. Nhưng mà anh Tèo do ở xa. Mày buồn buổi tối rồi ra vô cũng không tiện. Cái nhỏ đi cực. Đi trong vườn. Đi trong vườn thấy đâu có cái đường lộ bự đâu mà đi. Nó móc rồi chưa chú? Rồi. Hai bữa nay nó trồng cỏ. Hương chai là mùa ngon lắm cả nhà. Okay. Cả nhà mình nếu mà đi chợ thấy có mình mua dạng đi, Hương thấy ngon quá trời. Cái giòn. Hồi măng nó trước thịt. Còn phải ăn măng à. Nước nữa. Nếu măng ăn thịt gà đây thịt gà nhiều lắm. Mình luộc trước á, thì mình hả hầm là nó không bị đắng. Măng này ha, mình để vô hầm cặn nước nữa mình chưa mềm. Dạ. Nấu nó không có hiệu, nó vậy hoài, nó với củ sắn. Cái măng tre này mình hầm gà hầm vịt xong thôi là mình nấu gà xào lăn á. Rồi mình sắc vuông vuông vậy nè, mình để vô ăn cũng ngon. Ngon dữ lắm. Măng tre mình cũng làm được nhiều món nha. Cái măng tre mà nó càng non là nó không có đắng. Mình luộc nó không có ra cái nước màu vàng. Nó mới mũ nhiều hay sao? Tương à. Anh Linh hai thịt anh hai. Cốc liễu rồi anh gấp cho vú không? Nãy anh gấp cho anh, giờ anh gấp cho anh. Hai cục luôn rồi đó. Nói chung thương mến thương không cả nhà. Ăn gì ăn gì cũng cảm thấy ngon nha. Ăn thịt gà mà ra không ngon nữa, không biết ăn gì. Ăn thịt gà. Nói ví dụ vậy đó. À, hào con quá. Ăn thịt gà thịt lại. Ăn nhúng vậy, mà giờ nó ăn hết. Ăn nhúng hồi xưa. Hồi xưa ăn xong bữa cơm còn để đồ ăn. Không nghe, hồi xưa là toàn là vậy không đó. Bây giờ chưa nói chung ra đồ ăn hết đó. Nhưng mà lên kho ăn cá dạng tét hay gì đó rồi nhường rồi cục rồi chứ còn cộng nghe. Cá nhiều lắm mà mình không có cái phương tiện để mình bắt, giống như mình không có cái đồ nghề rồi để mình bắt, mình đặt nó không có dính. Hồi xưa chỉ tá thôi chứ đâu. Em nhớ thầy nha, nói mình kể về nhớ tới cái dòng linh của cô Sáu nha. À, đi lo đi mần không à, rồi không có mua đồ ăn gì trơn, rồi không có kiếm ăn chứ. Có một con cá rô à cô Sáu, cá sạc mà cô Sáu bỏ nắm muối vô nè, rồi kho mặn quéo vậy đó, rồi cứ quẹt cô ăn rồi cá để hoài vậy đó, rồi cứ chiều về rồi hâm lại, rồi quẹt rồi chặt trái dừa vậy đó. Lúc đó là mình biết ở đó mà lo lắng chơi là mình thấy rồi. Em thích ăn cánh này. Nhưng mà xưa cá dữ lắm rồi sao mà không biết cách bắt ta. Bây giờ đâu có cá là nhiều bằng hồi xưa đâu anh hai. Hồi xưa người ta đâu có làm cái phương tiện để bán như giờ. Với hồi đó chỉ biết người ta cá nào được nhiều quá nên chèo. Rồi cái ai cũng đi săn bắt ăn với đâu có bán đi nữa đâu ha. Bán
vô mình đi thua cá mà được phải được bỏ pin mình thôi. Làm mình làm cái đèn pin không có luôn. Rồi đèn dầu, đèn dầu làm cái lồng đèn đó, cái lồng đèn làm bằng cái thùng miếng thiếp á. Để cái đèn cốc qua trong á. Kể đi sao bằng khí đá là sao vậy? Ba ba. Đèn khí đá. Đèn dài. Vậy hả? Không, hồi xưa không có cái lồng 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 bị bị cậu hay dễ. Cậu hay dễ. Tính ngoại. Đi rồi đem khí đá theo xe cua đó rồi bỏ túi áo rồi bỏ vô quần á. Rồi lậu ngăn đặt đó. Chết rồi. Rồi nó ướt nó sôi đi lên bờ mà vuốt cho kìa. Vì đẹp đồ có quần luôn. Cậu khí đá nó sôi dữ lắm. Nóng lắm. Bây giờ xưa con có vú xài đó, con vú xài rồi bỏ cục đá rồi rồi lấy miếng nước chế vô cục đá cho nó màu vàng cho nó khơi á. Chế ít thôi, nhiễu thôi mà nó sôi ục ục vậy. Đi đèn khí đá thì nó mau hết rồi đi đem theo xe cua á. Sợ nửa chừng nó hết ở ngoài đồng ngoài ruộng mà không thấy đường gì á. Cũng người ba đó. Nhưng mà anh Nam hỏi thằng Nam anh tại sao mà cổng con đội thằng Trinh mà sao không ướt luôn. Cổng này không chọc Nam mà. Có quần lớn ha hả? Rồi chèo lên bờ mà rồi cái lượng đó tới luôn. Nghĩ lại những cái câu chuyện hồi xưa của ông bà xưa mình đó, nhớ là cũng mắc cười ha. Hồi xưa là không có phương tiện với ai nữa, hình như là hồi xưa cũng hơi quê á. Đâu có ít quần áo mà cái thời mà làm gọi bằng mù u đó là lúc đó mình còn nhỏ nhưng mà mình biết à. Biết à, để mình biết. Hồi đó chị đi về ngoại nè, chị hay đi trà bằng đêm với ông ngoại á, là đi bằng đèn tóc anh hai, cái đèn mà cái đèn bánh ú á, rồi để trong cái đó rồi mình cầm cái lồng đèn cho ngoại đi trà á, mà tép bằng đêm á, hai con mắt của nó tím liệm gì đó, tép á, dạ kem gì đó, đầu với tùm dâm không mà nghe, bằng ngồi cám á, cám vô cám, ngồi đâm vô cám, với hồi đó không có cái lúi 12 cương ngục, đặt bằng cán chanh thơm, bớt anh cầm, chén này bớt anh cầm, bớt hai món này cậu yêu thích mà. Hôm mà đó là ba đặt đi dở nửa thùng bê thôi nữa. Hôm mà đó là cá bếp dữ. Đi bếp đó. Em bên ăn cùng. Đi bếp cũng thịt nữa. Gói bằng cá luôn. Bây giờ mà được gì đây bằng mắm, mắm tép ha. Đó tới bạc đất. Hồi đó anh mới cái chị ban gì bán đó. Cái miệng chà mà dục mò muốn vườn rồi chài hai cái về ăn hết không hết nữa. Tép dữ dàng lắm kìa. Anh còn nhỏ em qua bển anh biết à, ngay trong cũng đập anh ba đó là tao bà đắc dữ lắm. Dữ em lắm tép, em nhớ luôn. Còn đặt lú mà bớt thôi thôi thôi, thôi không có được rồi đã đó. Đặt sần hôm, dưỡng tư đặt sần hôm á. Đó một cái bút vô. Muốn vườn mới rồi đó tép dữ thiệt chứ. Vườn đâu không có thuốc. Ừ hồi đó đâu có xài thuốc đâu. Đâu có dữ lắm. Bây giờ như cây trái nó thì thuốc mình không có ăn. Phải thịt mà mấy vậy chứ tiệt. Em thấy dừa bây giờ cũng phải xịt thuốc. Dừa đừng nói chi vậy. Cái cục cắn cái vú này hồi đó nghe nó phân còn mình còn không có rải nữa đâu có thuốc. Đang ngon hả? Phân. Không, không có dai, nó giòn, cái da nó giòn. Ăn thịt gà nhiều vô đi nhóc kia còn nhiều. Hình như là xưa mà nhiều nha. Không có gà ăn thành cổ rồi. Cái gà với cái măng nó nấu ngọt nhất đó, trời ơi. Gà con phải hầm măng nhất. Hầm măng là ngọt. Hầm măng với kho hành, kho găm. Đó. Mình hầm măng này mình ăn với bún chắc cũng ngon ha. Giống như bún măng vậy hả? Không, con nghĩ ăn vô lạc. Đây bún với lạc. Ăn với cơm thấy không? Gà ăn kho găm rồi gà tơ á. Ừ, gà này kho thời gian. Ngoài máy nữa nha máy. Máy mới chưa ổn. Máy ăn máy không? Chiều đi vườn về đó bụng nó chạm chén ngủ. Đợi quay chuyển hỏi. Ba chén rồi kìa. Chưa mất đói bụng mà nằm chờ. Ráng chờ. Con nước lùa lẹ lắm, giống con. Chan vô ha, lùa. Dạ luôn ăn nhiều vô đi. Có canh là ngút luôn lắm. Nhà cảm đập cơm mà cũng phải nấu miếng canh vậy. Miếng tép gì đó mình canh rồi Nam ở chung nhà gì ngút nó được. Nam nó ăn nó cũng phải đồ canh nữa. Mua cái bầu, cái mớp gì đó, cái đâm miếng tép gì nó canh. Cũng hiểu mua gì, mua tôm khô á. Để dành. Mình cứ mua canh cho mình
nó ngấm tôm khô đó. Chứ sao tôm khô mình để tủ lạnh lâu được, còn tép để lâu được. Em ăn hóa canh, em nấu cái mì. Mì làm canh. Không dắt chưa. Giờ sao để tủ lạnh rứt cái đậu bỏ. Dạ. Rồi rửa đi. Bây giờ thấy cái đậu chai của Huy Gan nó hai ba cơm rồi cháy mì làm canh. Cái chị kia chỉ dạy con vậy nè. Tép mua về á, đổ nước vô cho ngập ngập để tủ lạnh là không có bị đen đầu. Con làm thử rồi, con đi mua, con mua con làm thử. Đem ra là mình xối mình xả miếng vô nó tan ra. Nó tan ra là cái con tép cái đầu nó bị đen. Nó chứ mình để khô rồi nó bị đen. Để khô là nó bị đen. Cái gạch tới là còn ăn đi. Thôi, giờ em không thích ăn thịt, em thích ăn giò đó. Thôi, giờ cánh da. Mẹ nó ăn giò. Em thích ăn da thôi. Mẹ ăn thịt, còn thích gì nữa không? Cái ống giò rồi ha, cái cánh rồi đó. Thích ăn da, thích ăn cánh là nghẹt. Đứa lửa bớt cho anh hai. Làm nè, chưa, không có bắt nhốt. Rồi, tết.